Chào cô chú chị và các bạn, em là Hoài Nam, em là nhân viên tư vấn bán hàng piano, guitar, organ, tất cả các loại nhạc cụ ở 3146 Phạm Thị Hiển, phường 7, quận 8 và 69, đường Trần Tiên Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bước để các cô chú anh chị có thể nắm rõ hơn về cách để mình đi xem một cây đàn piano cơ cũ nha. Và nếu như cô chú anh chị cảm thấy những kiến thức em đưa ra nó không thích hợp và nó không có giúp ích gì cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị có thể không xem. Còn nếu như cô chú anh chị nào đã bỏ ra ba mấy 40 triệu, thậm chí cả 100 triệu để mua đàn piano, piano cơ cũ về xài, thì nếu mình đã bỏ ra số tiền lớn như vậy để mình mua một cây đàn cũ thì không có nghĩa lý gì 5-6 phút để xem cái clip và những kiến thức em chia sẻ với cô chú anh chị. Thì em hy vọng là cái clip này sẽ giúp cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn và cách để mình xem đàn nha. Thì đầu tiên, để cho cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm mình, bắt buộc các cô chú anh chị đầu tiên là phải lên web tham khảo sản phẩm đó. Ví dụ như là Yamaha thì các đời Yamaha là như thế nào, số series đó nó sản xuất tầm ở phân khúc nào, và Kawai cũng vậy, những thương hiệu khác cũng vậy, thì mình đến tham khảo trước cái dòng sản phẩm mình sẽ đi xem. Ví dụ như dòng U3H thì em xin thông tin thêm cái dòng U1H, 2H, 3H của Yamaha thì sản xuất từ năm 1975 đến 1980. Thì đầu tiên á, mình sẽ xem về tổng thể cái body của đàn. Body là những cái yếu tố bên ngoài, ví dụ như thanh đồng này và những cái màu sơn của đàn, thì đó là body. Nói chung là ở cái vẻ bên ngoài á, thì nó chính xác là không một cái cửa hàng nào gọi là ngu ngốc đến nỗi mà sẽ để cho nó chạy, để cho quý vị và các bạn có thể bắt lỗi nó. Nhưng mà hàng cũ thì nó có chạy xước thì càng tốt, nhưng mà chạy xước ở mức độ ít thôi à, nhưng mà nó càng mới thì càng tốt, không sao cả. Nói chung là cái body này nó không có quyết định đến cái giá trị, gọi là cái giá trị âm nhạc chính xác của cái đàn. Nó chỉ là mang cái tính thẩm mỹ bên ngoài. Đấy. Bây giờ em sẽ mở cái đàn, sẽ đi sâu hơn để cho cô chú chị mình có thể. Tại vì khi mà mình mua đàn thì mình bắt buộc phải nói với nhân viên bán hàng, anh tháo cái thùng mình cho tôi xem, tôi xem bộ máy bên trong. Bởi vì các cô chú chị và các bạn bỏ tiền ra thì mình có thể xem trọng thể cái đàn, không có gì. Tự nhiên cái đàn này rất là nhiều các chi tiết, tự nhiên mình vô mình thấy cái body, ô cái đàn đẹp quá, rồi chốt mua. Nhưng về mở ra máy trong nát hết. Đấy. Thì trước khi xem thì mình xem tổng thể bên ngoài như vậy, và sau đó mình sẽ nhờ nhân viên người ta sẽ mở đàn ra thì chúng ta xem những cái kết cấu và những cái action bên trong. Thì đây là action bên trong, thì gọi là bộ máy của đàn bên trong nha, bộ máy của đàn. Đó. Thì mình xem như thế nào để mình coi biết nó có thay thế hay không. Đó. Đây mình chỉ soi về cái mắt thường thôi nha, chứ mình không nói về cái phần kỹ thuật, dành cho những cô chú anh chị nào chưa biết gì về đàn. Thứ tiên là cô chú anh chị phải nhìn màu của các gỗ này, nó có đều hay không. Tất nhiên là nhìn màu búa này, màu búa nhìn có đều không. Có những cái búa mà khi mà nó thay thế vào thì cái màu nó sẽ trắng hơn hoặc là nó đen hơn cái búa, những cái búa bên cạnh đó. Đó là những sản phẩm nó đã bị thay thế rồi. Trước tiên là chúng ta coi cái màu của những cái hammer, cái búa, nó có đều màu hay không. Phần thứ hai, chúng ta xem những cái khe của búa này nó có bị sâu quá không. Bởi vì cái yếu tố là khi mà những cái khe mà đập vô dây nó sâu quá thì cái tiếng nó sẽ bị đanh và nó có phần gọi là bí. Còn nó dạng như là nó còn mới tròn, nó không có cái khe này là cái búa nó chắc chắn là sẽ bị thay hoặc là bị mài rồi. Và những cái yếu tố này thì mình không cần quan trọng lắm đâu. Mình quan trọng nhất là cái búa này, cái những kết cấu này là mình, nói chung là những anh kỹ thuật người ta sẽ nhìn, người ta sẽ biết. Còn mình chưa biết gì mình nên nhìn búa trước. Và tiếp theo mình sẽ nhìn tới những cái khay, những cái phím cũng tương tự, coi thử cái màu của phím nó có đều không. Nếu mà nó đều ok, gỗ nó vẫn là gỗ zin, gỗ ngon đàng hoàng. Thêm một cái vấn đề nữa là em thấy rất nhiều ở cửa hàng em thử em hỏi anh ơi cái đàn này nó còn mới bao nhiêu, nhân viên của nó báo là mới tầm khoảng 90, 95, thậm chí 100%. Đâu ra? Các cô chú anh chị suy nghĩ đi, nếu mà U3H nó sản xuất năm 1975 đến 1980, đến nay gần 35-40 năm rồi, mới 95%. Ai tin? Em không tin á, thề là em không tin.
bởi vì những cái cấu trúc bên trong này nè nó bị hao mòn hết trơn rồi. Nói mà nếu mà nói zin á, cái độ zin 85-90% em còn tạm tin, nhưng mà nói về 95% là nói thật một câu là em, bởi vì những cái kết cấu này nè nó đã bị hao mòn quá nhiều rồi, nên là nó nói cái độ mới của nó là 90-95% là em không tin, thề luôn. Thì em sẽ quay lại cái phím này. Thì thường thường các cô chú chị ấy, và các thầy cô á đi xem cái đàn này xong cầm chỗ này nè, quay dựng lại, nó bị gơ nhiều quá, nó không sao cả, nó thật nó không sao cả, cái đó mình có thể làm lại được hết đó. Nên những cái chi tiết đó mình hạn chế, mình không cần có xem tới quá quan trọng đâu, nó không có ảnh hưởng gì tới cái tiếng đàn hoặc là cái cấu trúc gì của đàn hết. Tại vì cái phím đó khi mà mình xăm chỗ những cái nỉ ở đây là nó sẽ cứng lại thôi, nó không sao cả. Mình đừng quan tâm quá những cái vấn đề nó gọi là vặt vẹo mà nó không có liên quan gì tới cái đàn đó. Chỉ cần mình coi cái phím này nó đều đó. Và nhìn xem những cái nỉ này nè, coi thử nó có còn dạng như là bị hao mòn nhiều hay không đó, là ok. Nếu mà hao mòn nhiều quá hoặc mắc á thì mình đừng nên mua cái đàn đó, tại vì cái lớp nỉ đó nó bị mòn quá nhiều rồi, chỉ có thay thế thôi, chỉ có thay lại thôi, còn không là chịu. Cái phím nó sẽ bị gơ nhiều lắm. Cái màu của những cái action và cái khay nó đều là ok. Đôi khi nó cũng có lệch nào một tí do là quá trình, như là người trước sử dụng người ta lỡ cái đổ nước lên thì cũng không sao. Nhưng mà đổ một phần nào đó giống như là người ta xử lý là ok hết trơn thì không sao nha. Nhưng mà nó dạng như có cái hiện tượng như là nó lệch này kia thì kia, mình đừng sử dụng, mình đừng có mua cái sản phẩm đó, nó không tốt đâu. Và cái tiếp theo đó là em sẽ giới thiệu mình, đó là pin. Pin này là pin block pin, dạng như là cái giống như trên cái phá guitar, nó có tác dụng là để giữ dây cố định và ổn định cái dây đó. Theo em cũng là một kỹ thuật để lên dây này. Người ta chơi trong nhạc viện hoặc chơi những cái nơi rất là chơi thường xuyên thì trung bình á thì người ta khoảng từ 3 tháng hoặc 6 tháng gì đó người ta sẽ lên một lần. Còn mình là chơi ở nhà ngày mình cũng có 15 phút à, mà 3 tháng mình lên là lên nhiều nó cũng không có tốt đâu. Bởi vì một khi mình đã gịch cái dây này nè, ở đây nó có những cái chốt này, gỗ này nè, nó sẽ bị gơ ra một tí đó. Từ từ mình kéo nhiều, nó đừng mà lên càng nhiều thì cái chốt pin này nó càng dễ bị lỏng và cái độ ổn định của dây nó sẽ bị mất đi đó. Nên trung bình mình em sẽ khuyến khích mình là khoảng 1 năm mình sẽ lên dây lần, bởi vì đàn cũ nó ổn định rồi, cái chốt pin này nó đã ổn định rồi, nên là 1 năm một lần nó sẽ ok nhất. Bởi vì trong quá trình lên dây á, dây nó tuột là nó tuột đều chứ không phải là một nốt này tuột, nốt này nó bị tăng lên đó. Nên là nó tuột đều thì âm thanh nó sẽ không sao, nó không ảnh hưởng gì tới người chơi cả đó. Chỉ sợ là những nốt này nó giống như là cái lượng sóng, giống như cái tần số mà bị động đất á, là cái tần số đó là trên cái đoạn phím này thì trên cái âm thanh này thì nó sẽ không tốt. Nhưng mà thường là những cái người ta tuôn là những cái nốt này nó tuột sẽ tuột đều đó, nên là mình chơi không sao cả đó. Thêm một phần quan trọng của pin này, và cái phần pin này cô chú chị nhìn thật là kỹ, ở những cái góc ở trên đây nè nó sẽ hở ra một tí là ok nha, là nở, tức là cái này nó hở càng ít càng tốt. Cái chỗ chút pin này tại vì cái lượng dây nó gạch xuống á, nó sẽ hở lên ở trên đây một tí hả, nếu là nó hở càng ít càng tốt, không hở càng tốt thêm, tại vì nó không hở thì cái chút pin chắc chắn nó sẽ còn rất là tốt, nó rất là cứng, nó giữ dây rất là ok đó. Đó là một cái em sẽ chia sẻ mình. Nhưng mà đàn này nó sẽ phân thành ba khu, là 1, 2, 3, mình cố gắng xem những ba khu này. Tại vì cái đàn này á, những chốt pin này á, nó dạng như là nó không có đi chung, không có những yếu tố dạng như là cứng rắn riêng, tại vì mỗi một dây nó khác nhau, nên là đôi khi có những cái chốt pin mà nó hở nhiều quá, chỉ 1-2 cái thì mình có thể, tức là mình chấp nhận được, mình ok khá hay. Còn mà nó hở nhiều quá, trên đây nó hở, dưới đây nó hở gần 20-30 chốt pin, đừng chọn cái cây đó, cây đó chắc chắn là cái chốt pin nó sẽ bị hở và cái độ ổn định của dây nó sẽ không có tốt. Và cái yếu tố thứ ba em chia sẻ cho cô chú anh chị, đó là cái sao bo này là cái kết cấu, nó là kết nó được ghép từ nhiều cái gỗ sprue lại với nhau tạo thành một cái mảng lớn. Âm thanh của cây đàn này quyết định bởi cái sao bo này, tức là âm thanh nó đanh, nó sáng, nó trầm hoặc cái này kia là quyết định bởi cái sao bo này. Cô chú anh chị khi mua đàn nên kêu nhân viên kéo cái đàn ra
Tại vì cái này yếu tố gọi là độc nhất trong cái nguồn âm thanh, nó linh hồn, gọi là cái linh hồn âm thanh của cái đàn là nằm ở cái sao này. Cô chú anh chị xem thử nó có dạng như là bị nứt hay không. Nếu mà nó nứt thì âm thanh nó sẽ bị như dạng như bị tù ấy, tức là âm thanh nó cái độ rung của cái tần số âm thanh nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên là mình xem cái sao này nó có bị nứt hay không. Đó, cái sao này cô chú chị cố gắng sâu cho kỹ chứ em. Nếu mà nó có keo này kia thì không sao, keo cũng sao cả, keo là người ta dán lại thì không sao cả, nhưng mà nó nứt là sẽ có sao. Sao bo này một khi ví dụ như là trên cái mảng chỗ sao này nó bị mất cái mảng này là âm thanh nó nghe thật sự nói là nghe âm thanh nó giống như là mình cầm cái búa mình khỏ như dây á, nó không có lưu lại được cái gì hết, âm thanh nó thoát ra hết, nó không có độ vang, mà nó cũng không có cái kiểu như tiếng piano chính xác là tiếng là phải ấm và sáng không đanh, đó là tiếng piano. À, nên là cái sao này sau thì kỹ nứt thì mình đừng có chọn đó, thề luôn. Nếu mà cái đàn đó mà nó bị nứt cái sao, cái đàn nó giống như bị vứt vậy, không còn giá trị gì cả. Này, con chú chị xem là thật là kỹ. À, còn với những cái tay nghề bây giờ người ta có thể fit lại những cái sao, nhưng mà cái tiếng nó sẽ bị ảnh hưởng nha, ảnh hưởng rất nhiều. À, thì đó là những cái yếu tố mà em đã gửi đến cô chú anh chị, và em xin chốt lại là cái yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là cái sao bo. Cái thứ hai đó là cái pin block giữ dây. Cái thứ ba đó là một cái action bao gồm cả thay đó, bộ máy bên trong. Đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng đến với một cái cây đàn piano cơ cũ. Và nếu mà để cho chắc ăn á, thì các cô chú anh chị nào đã chơi đàn hoặc nghe được những cái màu sắc của âm thanh đó, thì mình có thể dựa vào những cái yếu tố em chỉ cho cô chú anh chị thì mình đã có thể chọn một cái cây đàn piano cũng khá là ngon rồi. Nếu mình thắt keo thì nó cực kỳ ngon luôn, nhưng mà đời cũng ngộ lắm, chất lượng không đi chung với rẻ đâu. Cái đó là chắc chắn một điều, chất lượng sẽ không đi chung với rẻ. Và xin thông báo thêm cho cô chú anh chị đó là đàn piano cơ cũ này nó sẽ phân thành ba loại. Loại một nó zin tầm khoảng 65-85 chậm. À, còn loại 2, loại 3 thì thấp hơn nữa. Những loại đó đã bị thay thế hoặc là nó có bị ảnh hưởng nhiều thứ trong đây. À, em quên cái nữa, cô chú anh chị cố gắng xem cái miếng gang này nha. Cái miếng gang này nó đừng có gãy hoặc nó nứt gì nha. Nó gãy nó nứt rồi là chịu luôn á. Đó, thì đó là những cái yếu tố em đã chia sẻ cho cô chú anh chị. Nếu mà cảm thấy cái video em nó ok, nó truyền cho cô chú anh chị một cái gọi là những kiến thức để mình có thể đi xem một cái đàn, thì cô chú anh chị có thể like hoặc cho em một cái comment gì đó. À, hay quá cũng được. À, hoặc là em nói nó xàm quá thì cô chú anh chị có thể chửi em cũng chả sao, em cũng cho thiệt tiền hết, chả sao hết. À, thì những cái em chia sẻ cho cô chú anh chị đó là những cái mà kiến thức em đã được học và em đã đi làm kỹ thuật, và em sẽ chia sẻ cho mọi người. Bởi vì bây giờ hàng này nó thật là hàng gáp cái gì Việt Nam rất là nhiều. Em chia sẻ cái này để cho cô chú anh chị có thể thấy được và có thể lựa chọn được một cái cây đàn piano. Mình bỏ ra 40-50 triệu thì mình phải được một cái cây đàn thật là xứng đáng trong cái tầm giá đó, chứ không phải là nhồi nhồi mua loại 2, loại 3 gì xong rồi mình cảm thấy ân hận. À, thì cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem cái clip của em. Thì nếu mà cô chú anh chị cần những cái sản phẩm nào và những cái mô đồ nào, nói chung cái này á, gửi mô đồ qua cho em á, em chỉ tư vấn sơ thôi, vẫn là 100% mình nên đi xem đàn, nó sẽ thích hợp nhất và nó sẽ chắc ăn nhất. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em nha. Cô chú anh chị nào và các bạn có thắc mắc gì thì cứ để comment dưới, em sẽ giải đáp hết cho mình về những cái kỹ thuật bên trong, về bộ máy này, về tất cả mọi thứ trên cái đàn này em có thể giải thích được hết cho các cô chú anh chị. À, rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chào cô chú anh chị.